Tên nghe, tên nghe, tên nghe. Trời ơi, ông mở cái này nghe hay quá vậy hả? Cái này đang hot đó trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi, hai người mặc cái gì mà cái tiếng nghe, cái tiếng nghe, nghe nhức đầu quá vậy? Để một nhỏ tí phân đi hả? Ừ, nhỏ vậy ok hơn đó nha. Nãy lớn quá, không nghe mọi người nói gì đâu. Đỉnh quá trời luôn ơi. Đỉnh cái gì mà đỉnh, nghe nhức đầu gần nhất. Trời ơi, nghe cái gì mà đỉnh, cái gì mà đỉnh. Tên nghe mà cũng hâm mộ nữa. Hay chỗ nào vậy? Trời ơi. Tên nghe, tên nghe, tên nghe, tên nghe, tên nghe, tên nghe. Ờ Lý ơi, hãy lòng làm gì đó đi ông cho tên nghe, tên nghe tới lạng đi nha. Trời trời. Cho tên nghe, tên nghe đến lạng. Bây giờ ông này con này tới lạng với cái lạng của mình tan nát luôn, ồn ào chết luôn. Trời ơi, con này mà tới lạng này em bỏ lạng nha. Tưởng tượng coi, con tên nghe nó mà gặp super ngáo rồi, chắc thôi rồi cái lạng mình nó banh chành luôn á. Đúng rồi, mình đã ngáo là đủ rồi. Sao vậy mày? Bố mấy nhưng mà tôi thấy là tên nghe tới lạng này chắc vui lắm nha. Đúng rồi, vui á, chạy vô mày, vui lắm luôn. Như thế nào hả? Thôi cứ cứ chạy đi. Bây giờ cho đến về, đến về tới làng nhưng mà trong vòng 24 giờ thôi. Rồi. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Cho cái làng mình có điều thú vị mới lạ đi. Rồi rồi giải tán đi. Rồi giải tán đi. Còn cái này thì đập nó đi. Trời ơi. Giải tán đi, giải tán đi. Trời ơi. Giải tán đi, giải tán đi. Đang có tiếng ghê, tiếng ghê của người ta chuyện đập luôn ông nội gì ha nè. Một tí có tiếng nghe, tiếng nghe xịn hơn rồi, muốn gì nữa. Ủa, tiếng có tiếng nghe tới thiệt thôi hả? Không biết nữa, tôi không biết mà tiếng nghe tới bằng đường nào nữa đây nè chứ. Tôi kiếm số điện thoại của tiếng nghe, tôi liên hệ thử coi sao đây. Ok các bạn ơi, tiếng nghe đang quá trời hết luôn đó mọi người. Được rồi, bây giờ tôi quyết định sẽ đi qua nhà của nha. Sau đó tôi sẽ nói với nha là tôi biết số điện thoại của tiếng nghe nè. Và tôi sẽ đưa số điện thoại cho tôi. Sau đó thì tôi sẽ trở thành tiếng nghe các bạn à. Xong rồi tôi sẽ cho tất cả mọi người. Được, đi thôi. Ok các bạn ơi, và tôi đã chuẩn bị đây mọi người. Tôi đã chuẩn bị số điện thoại của tôi xong rồi nè mọi người. Bây giờ thì tôi sẽ đưa cho Iha và tôi nói cái này là số điện thoại của team nghe. Được rồi. Iha ơi, ông có nhà không? Có gì nhắc nè Iha. Nãy giờ kiếm hoài không có ai biết được số của team nghe quần gì hết nè. Trời ơi, hồi nãy tôi lên ở trên Facebook xong rồi tôi thấy được một bạn fan comment cho tôi số điện thoại của tên nghe. Cái gì có luôn hả? Đâu cho mượn coi. Nè, số nè, ông coi đi. Đâu, số nào coi. Ồ, 057878963131 số điện thoại tên nghe. Đúng không đó? Đúng, tôi nghĩ ông liên hệ thử coi. Nếu là đúng thì tên nghe sẽ nghe máy. Sau đó thì chúng ta sẽ mời được tên nghe. Vậy đâu, để tôi gọi thử coi nha. Ôi, tôi đi về nhà nha. Ủa, sao bà không ở đây lại gọi chung với tôi luôn? Ôi, tôi còn công việc chưa có lo xong nữa. Tôi phải đi chuẩn bị. Nếu mà tên nghe vô cái làng này tôi sẽ mặc đồ đẹp. Thôi ở lại chung đi, bà là fan mà, bà biết được nói chuyện chứ. Thôi ông nói chuyện đi ông tổng thống mà. Tôi sao tôi biết được. Vậy thôi nha, đi về á. Ôi, trời ơi. Ai, để gọi thử coi. Ê, về nhà lấy điện thoại với bạn ơi, để quên điện thoại nhà. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, nó đổ chung nãy giờ đây. Nãy giờ đây mình lấy mình nghe mấy bạn ơi. Được rồi, alo. Alo, trời ơi. Sao nghe má vậy vậy ta? Alo, có phải đây là số của tên nghe gì không? Đúng rồi, tôi là tên nghe. Nghe nói là anh là hot TikTok à? Cũng tạm gọi là vậy, tôi là người nổi tiếng. Ủa sao nghe giọng giống ai quen quá ta? Nghe gái quá vậy? Tôi đang bị viêm họng. Viêm họng à. Ủa nhưng mà nhớ này, người này ở châu Phi sao nói được tiếng Việt vậy ta? Anh là người châu Phi mà phải không? Sao anh nói được tiếng Việt hay vậy? Tôi là người châu Phi gốc Việt. Châu Phi gốc Việt luôn sao vậy à? Mẹ của anh là người Việt à? Đúng rồi. Rồi, vô hẳn vấn đề luôn. Ngày hôm nay cái làng của tôi đang có muốn thuê anh về chơi. Dạ, dám vờ tiếp với bạn rồi. 24 tiếng à? Thuê tôi à? Thuê tôi thì phí là 500 đô cho 24 tiếng nha. Trời ơi, 500 đô rẻ vậy, tôi đưa anh 600 luôn. Ok, địa chỉ anh ở đâu, tôi sẽ bay tới ngay. Làng Sinh Tố, trời từ châu Phi bay qua đây chắc cũng tở 3 ngày vậy. Không đâu, tôi đang ở Việt Nam. Ở Việt Nam luôn à, tiền đúng lại đúng, đúng, vậy, đúng. Vậy bắt đầu sớm nay luôn nha. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Rồi, qua kiếm cái nhà màu hồng, cứ kiếm tôi nha, có gì tôi đưa tiền nha. Ok. Ok, trời cảm ơn, ơi. Cảm ơn, tạm biệt. Trời ơi, ai diễn đạt dữ vậy ta, đúng là bé giùm mì tên nghe, tên nghe, tên nghe. Tên nghe. Bây giờ thì vô thay trang phục thôi mọi người ơi. Quá chị mình tên nghe nào. Được rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình lại trở thành tên nghe. Tôi đã trở thành tên nghe.
giờ thì tôi đi gặp Ia đây mọi người ơi. Tắt nước đây ông ơi, lãng phí nước đó mọi người. Được rồi, đi qua nhà Ia tôi. Vừa có tiền mà vừa cho anh được, trời ơi trên đời này ai xứng bằng tôi nữa đúng không mọi người. Mình phải giả vờ, Có ai ở nhà không? Ủa đây là anh bạn Tén Ghe đến ghe hả? Xin chào, tôi là Tén Ghe. Phải không? Anh nhìn tôi không thấy giống Tén Ghe à? Nhìn thì cũng giống á, nhưng mà sao cái giọng này nhìn cái kỳ sao ta, giọng giống gái quá vậy? Tôi đã bảo tôi đang bị viêm họng. Nhớ rồi. Tén Ghe thì phải nhảy được. Bây giờ anh có thể nào nhảy thử cho tôi coi thử không? Tén Ghe. Nhìn giống đó, nhìn cũng được á. Nhìn cũng ok. Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì? Nói chung là ông chỉ cần ở đây vui chơi với mọi người ở đây trong vòng 24 giờ là được rồi, giao lưu được đó. Ồ thế à, thế thì tốt quá. Đây 600 đô đúng không? Đúng. Cho anh lượt 600 đô thì 600 đô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lụm tiền đi. Ok, tôi đồng ý hợp đồng này với anh. Vậy là từ đây tới 24 giờ nha Tên Ghe. Trời ơi mấy bạn ơi, có tiền rồi. Ok. Được rồi, vậy tôi đi thôi chắc cũng không cần thông báo gì đâu. Bây giờ ông tới đây ông đi giao lưu với mọi người là cũng nhất gì. Thôi đi theo tôi. Qua nhà người yêu tôi nè, người yêu của tôi là hâm mộ anh lắm đó. Chết rồi mấy bạn ơi, mình đâu có nhà đâu. Sao vậy? Ủa đâu mất tiêu rồi? Cứ giả mờ như mình bị đi bận đi mọi người, mình bận đi. Ủa Jimmy đâu ta? Tôi nghĩ là người này không có ở nhà. Thôi có người này chắc không có ở nhà, hay là đợi xíu nữa xem sao. Trời ơi, anh thuê tôi có 24 giờ thôi. Không được, người này thì qua người khác, đỡ tốn thời gian. Cũng hợp lý nha, mình phải biết chứ. Tiết kiệm thời gian đúng không? Đúng rồi mấy bạn, đó tiết kiệm thời gian. Được, vậy thì qua nhà mấy đứa này rồi nha. La, trời ơi hơi mệt quá. Trời ơi, bộ thống này vậy. Nhớ tôi đầu tiên mấy bạn đâu. Đây. Thằng này là fan của ông đó nha, Tén Ghe. Ngáo ơi. Có quà cho mày nè, Tên. Xin chào, tôi là Tén Ghe. Tên Ghe. Trời ơi. Trời ơi, anh nói mày rồi. Với lại là vô đây cái rồi, xin mời ngáo. Tên Ghe đứng đợi xíu nha. Bây giờ anh thuê người này là tốn tận 3.000 đô luôn á. Bây giờ mỗi đứa đưa cho anh 200 đô là được rồi. Còn nhiêu là anh tự bỏ cho. Trời ơi, xạo kìa mấy bạn. Trời ơi, tôi có 600 đô à. Tóc cơ mà mày. Trời ơi, 200 đô mà gặp được idol là quý phái lắm rồi. Ok, đi. Đây rồi đó. Ngáo ơi. Anh giao nhiệm vụ này cho em bây giờ xíu em đi lấy tiền đi, nói đi kêu tụi nó đưa tiền cho anh, với lại là em dẫn Tên Ghe đi vòng chơi nha. Rồi Tên Ghe bây giờ ông đi theo thằng này đệ tử thằng em tôi nha. Rồi có gì nên dẫn ông đi tham quan những người khác nữa nha Tên Ghe. Để tôi coi trong làng này có nhiều đứa. Tạm biệt nha Tên Ghe. Ok, vào rồi. Trời ơi, đúng là nghe xạo. Đâu phải lúc nào tôi cũng Tên Ghe đâu. Phải có dịp gì đó tôi mới Tên Ghe. Giọng của tôi kìa. Tên Ghe. Sao tôi nghe ca khúc của tôi vậy? Trong làng này giờ nhiễm ca khúc của cậu cho hả? Trời ơi, mấy bạn ơi, nó hoài nhiễm mấy bạn. Mày kiếm nghe hoài vậy sao gì? Trời ơi, tao không biết đâu đó, làm gì không hiểu không? Trời ơi. Trời ơi, nay có đậu trong làng nữa mấy bạn ơi. Anh ơi, cho em gờ miếng coi. Trời ơi, mấy người làm gì vậy? Trời ơi, mấy bạn ơi, làm quỷ thủ này nó chơi quá. Con trai bà cũng đòi ung nữa. Giá mà người em bán nhà. Để nghe con nói gì mấy bạn được anh Nha mời tới làng của mình 24 giờ. Trời ơi, cái vụ đèn ngáo bị lừa mà nó khủng quét nữa mấy bạn.
5.000 đô. Cái gì? Cái gì vậy? Ê không, này idol quốc tế bình thường mọi người. Bây giờ Ania kêu mọi người á đóng cho Ania rồi là 500 đô rồi, còn ở nhiêu Ania trả hết cho. Mà hay mà người chi hôn dầm nè. 500 đô cái vậy? Trời ơi, 500 đô là rẻ mà. Ủa trời ơi, mấy bạn ơi. Bây của em đó. Để mình nói mình nói mọi người, mình nói. Cái gia tài của anh có 200 đô rồi. Tôi nghe bảo anh Nia bảo với anh Super Ngáo đây, anh Nia chỉ cần tu mọi người 200 thôi. Không, vậy không, vậy. Vậy. Ôi, đó. Ngáo. Sao vậy? 200 đó là 200 là quạt. 200 đó đây để tôi nói cho nghe. 200 đó là 200 á. Và Hi Ha cần lấy quạt này nó trắng 300 nó ăn đó, nó ăn đứt 300 đó. Thắng anh Ngáo mày thắng đã. Nghe. Mày thấy tụi em nghe xong mày làm dụng mà. Đúng rồi. Đổi tiền ở đây. Đã hết tiền ở đây. Tên ghê ơi, idol chơi kỳ vậy. Ghê quá ông nội ơi. Tên ghê. Trời ơi, ồn quá mấy người, ồn quá. Tôi nhảy Phương Ngân Ngáo nhảy. Trời ơi, mấy người đứng mấy người ở đây muốn nhảy đi không? Tên ghê mấy bạn. Ồn quá, ồn đi. Trời ơi. Đừng có ăn tiền chặt cổ người ta nha ông nội. Không có. Đằng sau idol kỹ kỹ nha. Đi chơi idol, dẫn idol đi giới thiệu. Trời ơi, đó dẫn mình đi giới thiệu với bạn rồi. Nè, mình biết là qua nhà ăn chơi mi chứ gì. Thằng này nó khoái như vậy nó thôi chứ còn gì nữa. Đó, để mình qua bỏ nó coi coi chẳng kìa. Đi đi nè, hôm nay dẫn idol tới đây. Đi chơi. Tên ghê. Ồ, xinh xào cô gái. Cô thật xinh đẹp. Cô có người yêu chưa? Trời. Cái ai đồ này đẹp quá đủ rồi ai đồ ơi. Ê, hình như là ông này là hot TikTok không hả bị? Không chơi gì nữa. Em chưa có người yêu. Ê. Mấy bạn ơi chơi bới nè. Tôi đang cần tìm một người để làm vợ. Ê, nhưng mà chỉ có mấy em tưởng nè. Mấy bạn coi kìa. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ mình bị hai thằng ăn cướp đi bắt rồi.
đóng cửa lại mày. Trời ơi, sao lại bắn tôi hai người sao, lại? Sao cái mặt của nó đỏ lè mày? Nãy mày bắn chúng nó hả? Nãy mày bắn chúng nó hả? Nó mặt mặt nó đỏ lè nè. Cái này cái môi trình ở cái màu con này, ủa là của kẻ bị mà. Mày anh biết kêu mày sao? Trời ơi, tao nè, tao ơi. Mày mày cho chân người yêu của tao nè. Mặt đầu mày hiện luôn không hả? Mày dám cơ người yêu tao để kêu mày luôn rồi hả? Tôi đâu có làm gì sai đâu, cô ấy tự tự đến bên tôi mà. Trời ơi, mấy bạn đuôi thằng nhóc, thằng Rio là người bắt mình. Như vậy quay thôi. Rồi, thằng này tao cho mày ở đây chỉnh đối, tôi tra tấn mọi người. Đúng vậy, tra tấn nó đi. Ê, mày định giết nó thiệt hả? Hả? Mình chỉ bắt nó để cho nó đi về thôi mà. Hồi nãy Kemi nó quen thằng này. Là Kemi được lên thương, bây giờ tao cho cả hai của nó lên thương chung luôn. Trời ơi, thôi. Chết thì mấy mày ơi, ngã nó bị đi. Mày không muốn khác mà mày lại. Không biết ông à, thôi chạy thôi. Ê, mày định giết nó thiệt hả? Đừng có giết tôi, chết rồi mấy mày nó lại giết mình thiệt nè. Anh không có người yêu, anh làm gì hiểu được cảm giác. Tao không muốn dính vào con me nó mày ơi. Dính cái gì mày dính? Bây giờ anh đã là đồng bọn bắt cóc chúng tôi, anh cũng là đồng phạm thôi, không trốn được đâu. Mày mà bắn nó tao bắn mày luôn đó. Anh bắn tôi rồi, tao bắn luôn rồi. Cút tao đi. Mày lừa tao rồi. Anh dám phải tôi hả? Trời ơi, nó đánh tao rồi. Thôi chị mày cắt tay tôi về. Ai ra đâu mày vậy? Mày dám ai? Má hình như mới đi là hai tên chết. Tôi không liên quan gì nha, tôi không liên quan gì đó. Cái thằng áo nó dụ tôi á. Anh là đồng bọn tôi, anh phải hả? Cái gì? Không ngờ em nó như vậy đúng không? Không ngờ cái gì? Tôi mới là người không ngờ vậy là người như vậy đó. Ok, được rồi. Bắt nó đi. Đàn bà là nhớ niềm đau. Xử sao mà? Trời ơi, nó xử luôn nháo rồi. Nghe. Trời ơi, có thêm bằng video là fan mà luôn rồi mấy bạn ơi. Ôi như vậy ơi, như vậy thì tốt quá. Trời ơi, bắt áo mình luôn kìa mấy mày. Tới đây. Ôi mày.